Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc. Chúc anh em có một ngày làm việc đầu tuần thật là suôn sẻ và thành công nha. Quay lại clip hôm nay giới thiệu anh em biết máy này nha. Xin nhắc lại quy định mua máy của mình luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Đó, mình ở bên Lâm Đồng nha. Quy định mua máy thì anh em cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Tất cả các máy thì mình có ship code toàn quốc hết, toàn bộ là ship code hết, anh em yên tâm. Máy móc thì thoải mái ha, tới nơi thì anh em cứ test máy kiểm tra thoải mái trước khi giao tiền shipper chứ không có vấn đề lăng tăng nha anh em. Rồi mình xin giới thiệu hôm nay luôn, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một NEM SE màu rot gold anh em, rot gold 64GB, rot gold 64GB NEM SE nha anh em, máy giá cực rẻ nha. Đó, máy nguyên zin đẹp 898, sườn vỏ nguyên zin hết ha. Đó, còn tem bên nó luôn này. Đó, đẹp 64GB, chức năng full. Xem một từ ghi nha anh em, chức năng thì ok hết ha. Màu rất luôn, anh em mua còn màu đen nữa. Đó, chức năng thì vân tay vân chân đầy đủ hết ha. Full quốc tế, trọn đời. Từ con máy này thì toàn bộ quốc tế hết, không phải lóc nha. Máy đẹp ha, bỏ sim vô là xài, anh em khỏi lên tay. NEM SE, ngoại hình thì NEM S thôi, nhưng mà ruột là 6S nha anh em. Chạy rất mạnh nha. Ok ha, pin máy con này đa số pin cao hết. Test sơ cái pin cho anh em coi. 84, đó, trên 80 là ok rồi nè. Ok nha, giá 2 triệu mốt cho anh em, kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. NEM SE. Rồi, tiếp tục cho anh em là con Samsung A600 bản hàng anh em, máy màu xanh rêu, nói chung là xám xám này rồi. Đẹp tầm 9798 ha. Màn hình 5.6 nha anh em, RAM 332, pin 3000, máy nguyên zin đẹp, kính cũng keng luôn, đã giá lực cho anh em rồi. Nói chung tất cả các máy bán ra thì mình đều dán lực và kèm sạc cho anh em nha. Màn hình 56, RAM 332, chức năng full, máy hàng một sim. Đó, con này xài rất là chuẩn nha, A600. Ok, giá của nó là 1750 nha anh em, 175, kèm sạc dán kính cho anh em nha, chỉ 1750 thôi. Tiếp theo là con Samsung A20. Con này thay vỏ sao đẹp keng cho anh em rồi. Màn hình 6.4 nha anh em, RAM 332, pin 4000 nha. Đó, vỏ sườn này keng sao em. Thay mới cho anh em rồi, kính đại giá lập. Mình sẽ test sơ cho anh em xem. Anh chờ tí nha. Lên này anh em. A20 ha, máy Việt Nam 2 sim. Chức năng full nha anh em. Màn rất là đẹp. Ok, con này ra đi cho anh em giá 2 triệu tư, nhanh gọn 24, kèm sạc dán kính cho anh em luôn, 2 triệu tư nha anh em. Tiếp theo là Oppo F1s, con này là bản RAM 4 bộ nhớ 64, RAM 4 64 nha anh em, máy thay vỏ sao đẹp rồi, kèm sạc bèn ha. Màn hình 5.5, RAM 4 64, pin con này là 3075. Đó, kính đại dáng lực đẹp kìa ha, màn riêng ha, màn riêng sáng đẹp, chức năng thì wifi ok này. Sẽ coi cấu hình cho anh em luôn. Đây, RAM 464 0.5 mấy nha anh em, 464 chuẩn ha, F1S. Ok, con này để anh em giá 1690 nha, 1690 kèm sạc dán kính cho anh em nha, máy cực đẹp luôn. Một con iPhone 7 lock anh em, một con iPhone 7 lock. Đó, rồi. Lập sao đi. Con này 32GB nha anh em. 32GB. Bản lock mà mình fix lên quốc tế rồi, anh em chỉ việc bỏ sim vô xài thôi. Nhưng mình phải nói kỹ anh em đừng reset ha. Reset thì mất công. Mình tạo lại. Nói chung là mình fix lại á, là quốc tế mất công. Anh em vừa chỉ bỏ sim vô là lên sóng thôi. Mình đã fix sẵn hết rồi. Con này phiên bản đời cao nó rất là dễ chịu ha. Máy đẹp tầm 95 96 thôi.
Sườn vỏ có xuất sắc ha, sườn vỏ có xuất sắc, không được đẹp kem, được cái vỏ riêng ha, vỏ riêng. Vân tay vân chân đầy đủ nha anh em. Wi-Fi nè, iPhone 7 32GB, vân tay đầy đủ hết ha, tài khoản sạch ha, reset thoải mái, nhưng mà có reset là gì lock nên anh em bật công fix lại. Pin con này đang bảo trì, đang 73 thôi. Anh em nào thích pin mới thì thêm 200.000 nha. Anh em nào thích pin 100 thêm mình 200. Còn nếu pin đây thì mình sẽ để anh em giá của nó là 2.3 nha. 2.3. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. 7 lốc 32GB 2.3. Một con duy nhất thôi, anh em nào cần thì gọi liền nha. Pin 73. Còn anh em nào thích pin 100 thì thêm 2 sỉ. Rồi, ok ha. Tiếp theo là anh em là một con LG G8X. LG G8X nha, máy đẹp 98.9 nha. Màn hình OLED anh em rất rõ ha, chơi game tuyệt đỉnh luôn. Con này chơi game thì khỏi phải bàn. Màn hình 6.4, RAM 6, bộ nhớ 128 nha. Pin 4.000 ha. Chiến game mà phải nói là tuyệt vời. Chiến game con này tuyệt vời luôn. Đó, con này kính của nó là rất là đẹp nha. Ngay góc đây rìa nhị một góc nhị xíu thôi, rìa kính nhị tí tí người ta như đầu kim ha. Đó, còn đẹp cực đẹp mà không hề có trời. Wi-Fi này. RAM 6 của nhớ 128 nha anh em, chiến game thoải mái rồi, pin 4.000. Con này mình đã xài thử và con này rất là chịu giữ pin nha. Rất chịu pin 128GB, anh em lưu giữ dữ liệu là thoải mái luôn. Đó. Ok nha anh em. Con này để cho anh em giá 4.350 thôi. 4.350.000. Đây là các kết quả hàng đầu. 4.350 nha, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Có ốp lưng cho anh em luôn ạ. Tiếp theo là một con G7 Dream bản hàng, nguyên zin, có ốp lưng cho anh em luôn. G7 Dream bản hàng, máy đẹp tầm 97. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3.300, máy đẹp 97 thôi nha. Đó, đại dán kính cực lực cho anh em rồi. Mua về chỉ việc bỏ sim là xài thôi. Có ốp lưng kèm theo, nó hơi trài trài một tí. Đây, cũng còn đẹp. G7 Dream bán hàng, con này để anh em giá 1.6 nha, nguyên zin, nguyên zin, nguyên áp luôn, đầy đủ chức năng. G7 gọi là quanh 7 đó. Ok ha, kèm sạc dán lực cho anh em, có ốp lưng luôn này, giá của nó 1.6. Tiếp theo là con G737 bán hàng, G737 bán hàng, màn hình 5.5, RAM 332, pin con này là 3.300 nha mọi người anh em. Đó, đẹp tầm 98.9, kính thì khỏi phải bàn nha, kén sao em. Máy này rất là mượt nha, anh em về xài thử bảo đảm bao mượt. Wi-Fi cực mạnh. Wi-Fi. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1850. 185 kèm sạc dán kính nha anh em. Oppo A3s vỏ sao hơi xấu nha. Vỏ sao xấu, không được kèm. Kính dán lực đẹp. Màn hình 6.2, RAM 3, RAM 216, pin 4230. RAM 216 nha anh em, pin này là 4230. Vỏ sao trời xuống nha, chưa có thay. Còn riêng để lại bán luôn, nhiều anh em thích mấy riêng. À, con này thì kính đẹp, chức năng full A3s, pin 4230, nói chung pin cũng ok, pin thuộc dạng trâu bò. RAM 216. Con này để anh em giá 1.6 nha, 1.6 ha, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Một con Samsung A50. A50 đẹp keng sao keng luôn. 99 luôn anh em. Con này đánh giá là tầm 99 nha. RAM 464 nha. Màn hình 6.4, pin con này 4.000. Đó, sườn xếp rồi không phải chơi được rồi. Sườn kính lưng. Kính này keng sao keng nha anh em. RAM 464 nha. Mấy chữ đặc biệt đẹp đẹp. Đặc biệt là đẹp nha. Chả có lỗi phái gì con này hết. Chưa có một lỗi gì con này. RAM 464 Samsung A50, máy kem sạc ha. Con này ra đi cho anh em giá 2.9 thôi. 2.9 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy quá đẹp nguyên riêng luôn. Anh em nào cần máy đẹp nguyên riêng thì alo nha. Có một con A50. Tiếp theo là Reno 2F mà vẫn còn con này nha anh em. Reno 2F máy đẹp 99 nha. Màn hình 6.5 nha, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 4.000. À, camera lên xuống nha anh em.
đã dán cực lực full cho anh em rồi, máy rất đẹp, kính lưng không hề xước, Renault 2F, RAM 8 bộ nhớ 128, anh em nào thích cấu hình khủng thì con này là quá là đỉnh luôn nha. Đó, RAM 8 128GB. Hôm nay đến em giá của nó là Renault 2F, giá 3 triệu 9 nha anh em, 3 triệu 9 ha, kèm sạc dán kính cho anh em nha, một con duy nhất. Tiếp theo cho anh em là con Nova 3i, Huawei Nova 3i, máy đẹp tầm 98 nha. Đây, lưng keng luôn, mặt trước len keng xà beng luôn, nguyên ring Nova 3i, RAM con này là cực mạnh nha, 4 bộ nhớ 128GB nha. Đó, màn hình 6 inch 3, pin con này thì 3340, pin 3340. Nova 3i, RAM 4 bộ nhớ 128. Đây anh em nào mà chưa có biết con này thì vô ra nha. Hệ thống này, giới thiệu này, Nova 3i RAM 4 128 này, cấu hình nó đỉnh luôn, quá là khủng. Ok, 2 triệu anh em, giá 2 triệu kèm sạc dán kính luôn. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A20s, máy nguyên zin, có ốp lưng luôn. Cái máy này hồi trước mình bán cửa hàng mình ra luôn, em thấy tem mình không, mình bán ở cửa hàng mình luôn nha, khách hàng mua máy mới luôn, sau bây giờ đổi máy đem đó cho mình bán cho mình luôn. Kính camera rìa nhẹ nha, đây rìa kính nhẹ ra đem một đường nha, không ảnh hưởng tới chất lượng chụp hình nha. Test sơ chụp hình cho anh em xem rồi lại reset lại, chờ tí nha anh em, mình thiết lập máy ra lên máy rồi anh em. A20s, con này RAM 332 nha, màn hình thì 6.5 inch, pin con này là 4000. Vô cho anh em xem luôn A20s ha, RAM 332, máy nguyên zin, máy mình bán ra luôn, sau mình thu lại, khách đổi máy ha, nên mình thu lại máy đẹp keng, màn hình là từ mình dán lực từ đầu luôn, nên là mình mới dán lại miếng khác cho anh em luôn nè, mới keng. Lưng sau do xài ốp lưng á, nó rìa cát nó dính đó, nó như vậy ha, là máy riêng này, pin 4000 nha nè. Con này ra đi anh em giá của nó là 2450, 2.450.000, máy nguyên riêng A20s 245. Tiếp theo là một con C12 riêng nguyên, Realme C12, vỏ sau đánh giá tầm 97-98, kính 99 nha, kính không hề xước nha nè, màn đẹp, màn hiển thị đẹp ha, Realme C12 RAM 332, màn hình 6.5 inch, pin 6000, con này pin 6000 nha nè, chức năng full, pin máy con này máy Realme đời sau này ra toàn pin 6000 không, RAM 332, chip loại 8 ha, Realme C12, cực trâu bò luôn, pin 6000 luôn, con này để anh em giá 2150 nha, 2150 kèm sạc dán lực cho anh em luôn, 215, máy nói chung còn đẹp tầm 97-98, ok nha. Tiếp theo là con Samsung J7 Pro, con này vỏ sao thay mới rồi, con này vỏ màn thay mới hết, màn hình 5.5 inch nha, màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin con này 3600 nha anh em, pin con này 3600 nha. Mình coi cái kính coi, wifi ok này, đi bể rồi. Con này ra đi anh em giá 1.6 triệu thôi, 1.6 triệu mới kèm sạc, em kèm sạc dán kính nha. Note 8, Samsung Note 8 bản hàng, một sim, màn hình 6.3, RAM 664, pin con này 3.300. Đó, kính rồi lưng con này bút còn nguyên luôn này, màn đẹp nha, không có xước sát hết nha, có ám nhẹ nha, màn máy con này có ám hết anh em, có ám màn hình hết nha, ám mà không đáng kể đâu, nên là tính giá mềm cho anh em xài, xài ok luôn, chả ảnh hưởng hết. Note 8 coi thử test thêm một sim hay 2 sim, một email anh em, một sim nha, chức năng full Samsung Note 8, ám nhẹ, RAM 664 cho game thì nói chung luôn. Con này để anh em giá 3.9 triệu nha, 3.9 triệu mà không lỗi, chỉ ám nhẹ nhẹ thôi, kèm sạc dán kính cho anh em. Tiếp theo là con Samsung A31, kèm sạc beng đẹp tầm 98, màn hình 6.5 inch, RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em, pin 4000. Máy thì vỏ sườn đẹp, kính đẹp keng, đại dán lực cho anh em rồi. A31, chức năng full. Đó. A31 nha. Ok, con này ra đi cho anh em giá 3.9 triệu nha, kèm sạc dán kính nha anh em nha. 3.9 triệu, RAM 6 bộ nhớ 128, khủng.
anh em vui chơi game với lại chụp hình rồi mấy con này tuyệt vời luôn. Rồi clip hôm nay sáng nay chỉ kèm như mấy đó thôi. Thân ái chào cả nhà nha, nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em, sẵn đón thêm những clip mới từ kênh của mình luôn. Chào anh em nha, hẹn gặp lại clip ngày mai.